Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như chúng ta đã biết, thế giới nói chung, cách riêng tại Trung Quốc và 26 quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta nói riêng, đang đối diện với một bóng đêm. Tôi tạm thời gọi nó là bóng đêm Corona. Đó là một dịch viêm phổi nCoV, coronavirus, một dịch mới mà nó đang làm cho chúng ta đang hoang mang, thế giới lo sợ. Sợ đến nỗi chúng ta thấy có nhà biếm họa ghi rằng cô đơn, cô độc không bằng sợ Corona. Rồi sinh ra bao nhiêu thiệt hại kinh tế, chính trị, văn hóa, gia đình. Nhiều con cái đã nghỉ học suốt cả 2 tuần, ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến kinh tế. Và rồi chúng ta thấy tài chính thế giới đang suy giảm đáng kể. Những nạn dịch trong những ngày đầu năm, cộng thêm mới hôm qua một vụ thảm sát tại siêu thị bên Thái Lan. Một binh sĩ người Thái đã giết chết 25 người, 34 người bị thương. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy thế giới có vẻ như đang bao trùm một bầu khí ảm đạm trong những ngày đầu năm Canh Tý. Những bóng tối của nạn dịch, những bóng tối của sự dữ. Và điều này phải chăng chúng ta có một cái nhìn ánh sáng đức tin như thế nào? Và rồi chúng ta thấy trước những nạn dịch đó thì đòi hỏi thế giới, và kể cả Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục địa phương và rồi mọi Kitô hữu chúng ta, cần có một cái nhìn ánh sáng để chúng ta đừng sợ. Quả thật chúng ta thấy những bóng đêm đó đang bao trùm và đôi khi có thể xảy ra chính trong gia đình, chính làng xóm, chính ngôi nhà của chúng ta. Ngày hôm nay, phụng vụ lời Chúa cũng đưa ra một phương thế. Bởi vì chúng ta thấy qua nạn dịch Corona thì thế giới đã xảy ra cho tới ngày hôm nay con số là hơn 800 người chết, 37.000 người đang nhiễm bệnh. Trong số đó chỉ khoảng hơn 1.000 người đã xuất viện. Vậy thì tôi đang nhìn một cái chi tiết để cho chúng ta ghi nhận cái số người bị dương tính, tức là bị nhiễm virus Corona, thì khi xuất viện họ đã trở thành âm tính. Phải chăng nhờ thuốc? Thưa không. Cho tới ngày hôm nay, thế giới chưa tìm ra vaccine để có thể chữa trị căn bệnh này, ngoại trừ hỗ trợ về mặt y tế, dùng thuốc để tăng sức đề kháng. Và rồi điều chủ yếu những người được thoát ra khỏi cái nạn dịch đó là những người có sức đề kháng rất tốt. 80% con số hơn 800 người chết đều có nơi những người lớn tuổi, những người già. Quả thật nơi những người lớn tuổi đang đối diện bởi vì sức đề kháng của họ đã suy giảm trước sự nạn dịch của virus đã không chống cự lại. Và rồi chúng ta thấy 26 quốc gia đã xảy ra 4 châu lục, chỉ trừ một châu lục đã không có quốc gia nào nhiễm bệnh. Đó là các nước quốc gia châu Phi. Bởi vì sao? Theo dự đoán, có thể nơi đây là bởi vì nhiệt độ khá cao. Và theo các nhà y tế, còn virus Corona đã không sống được dưới nhiệt độ 35 độ C trở lên. Cho nên nhiệt độ càng cao, con vi trùng này sẽ suy giảm và thậm chí chết trong vòng 15 phút cho đến nửa tiếng. Nếu lên 2 địa điểm đó để cho chúng ta thấy rằng có một thứ vi trùng khác đang xâm nhập vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải vào thời điểm đầu năm 2020, mà con siêu vi trùng này đã xâm nhập từ vào lúc sáng thế cho tới ngày hôm nay. Đó là con vi trùng tôi tạm thời gọi là Motoda, nghĩa là 7 mối tội đỏ. Những con vi trùng của kiêu ngạo, những con vi trùng của ích kỷ hà tiện,
những con vi trùng của ghen tương, của dâm dục, của mê ăn uống, của lo sợ, của sự lười biếng. Và để chống được cái con vi trùng này, chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta những phương thế để giúp cho chúng ta vượt qua và chống lại. Đó chính là hai hình ảnh mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng: anh em hãy là muối ướp cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Muối là một chất gia vị để bảo quản thức ăn được tốt hơn, giúp cho thức ăn tránh hư thối và giữ được lâu hơn. Và đó chính là hình ảnh tượng trưng cho giáo lý chính truyền của Chúa Kitô. Khi mà đứng trước trong bối cảnh các tông đồ là môn đệ của Đức Kitô sẽ phải đối diện với sự bách hại, với sự lôi kéo của những sự giả dối từ những người lãnh đạo Do Thái, Pharisêu và thầy thượng tế Lê-vi. Đứng trước những sự lôi kéo gặm thời hôm nay gọi là lạc giáo, lạc thuyết, thì cần phải giữ vững cái muối đó, chính là giáo lý chính truyền của chính Đức Kitô, nghĩa là tin mừng của ơn cứu độ. Và ánh sáng, ánh sáng đây là tượng trưng cho ánh sáng của lời Chúa, ánh sáng của tin mừng, ánh sáng của sự thật. Quả thật ngày hôm nay chúng ta thấy sở dĩ các Kitô hữu và nhiều người chạy theo các lạc thuyết đam mê là bởi vì đã không giữ được nền tảng giáo lý và một đời sống chính truyền xuất phát từ nơi chính lời Chúa. Đến nỗi Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho ông Timôthê cũng đã nói rằng sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà tìm kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe lời chân lý, nhưng lại hướng về những chuyện hoang đường. Cho nên phần anh hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Cho nên chúng ta được mời gọi giữ muối để chúng ta ướp những đời đang nhạt nhẽo, đời đang bị lôi kéo, đời đang tạo sự dửng dưng đưa đến sự vô cảm chính trong cõi lòng của chúng ta. Đồng thời chúng ta được mời gọi để đón nhận ánh sáng của Đức Kitô khi mà chung quanh cuộc đời của chúng ta, thế giới này cũng xảy ra biết bóng tối của dục vọng, bóng tối của đam mê, bóng tối của sự lo sợ, hoang mang, sợ hãi. Thì khi chúng ta nhìn và đón nhận vào ánh sáng Đức Kitô, nó sẽ phá tan đi tất cả những bóng tối chung quanh chúng ta. Đó là những bóng tối gì? Thưa, bóng tối của sự giả dối, bóng tối của che đậy sự thật mà Chúa Giêsu đã nói: thành kia dù cao đến mấy nữa cũng không thể che đậy ánh sáng. Quả thật, trở lại biến cố Corona tại Trung Quốc, vào ngày 7 tháng 2, chúng ta đã biết bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên đã phát giác ra có con virus corona và đã báo cho Bộ Y tế cũng như vào trong cái nhóm bác sĩ cần phải cảnh giác con virus này khi chữa trị không bảo hộ y tế cho một bệnh nhân đã nhiễm virus này. Nhưng không ngờ chính quyền Trung Quốc lại ra lệnh cấm bác sĩ này không được loan tin, bởi vì điều đó sẽ gây hoang mang và điều đó sẽ gây đến cái tính thể diện, cái tính sĩ diện của chính quyền khi họ chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc gọi là ghi kỷ lục thế giới, khi tổ chức 40.000 gia đình để chuẩn bị một bữa tiệc, mà bữa tiệc đó lại xảy ra đúng ngay thành phố Vũ Hán, nơi có ổ dịch virus corona. Sau 2 ngày, bác sĩ đã khám phá mình đã nhiễm và tiếp tục để cảnh báo, nhưng lại bị chặn bởi những công an và bởi chính Bộ Y tế. Và rồi chính điều đó đã làm cho con người ta đã không cảnh giác. Và sau buổi tiệc đó thì sự lây lan tốc độ khủng khiếp, thậm chí đã hơn mấy chục người chết
nhưng họ vẫn tiếp tục che giấu. Và người đứng đầu tại thành phố Vũ Hán lại công bố rằng thành phố Vũ Hán với những phương tiện y tế hiện đại sẽ vượt qua nạn dịch này. Sự kiêu ngạo, còn virus mối tội đầu. Từ đó đến giờ sự kiêu ngạo có bao giờ mà không bị hạ bệ đâu. Cho nên hậu quả cho tới ngày 28 tháng Giêng, một nạn dịch đã xảy ra khắp thế giới. Sự che đậy sự thật đã làm cho con người hậu quả, và trước tiên chính là dân tộc Trung Hoa. Vậy thì thưa anh chị em, rõ ràng bóng đêm của sự giả dối, bóng đêm của che đậy sự thật đâu có giúp ích gì cho con người ngoài hư danh, ngoài hư vô. Cho nên chỉ có ánh sáng của sự thật mà chính Đức Kitô đã nói với quan Phi-la-tô: tôi đến là để làm chứng cho sự thật, ai nghe sự thật thì đi theo tôi. Cho nên chúng ta được mời gọi để trở thành ánh sáng cho sự thật. Điều thứ hai là hãy sử dụng ánh sáng của tình thương. Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài đã dùng chính cái chết của Ngài trên cây thập giá để cứu độ con người, để lôi kéo con người thoát ra khỏi vũng lầy của tội lỗi, của bóng đêm, của sự giả trá của Satan. Cho nên người đã dùng chính tình thương phá tan sự hận thù, phá tan của sự ghen ghét, phá tan của sự ích kỷ. Cho nên chúng ta cũng được mời gọi để đi theo ánh sáng này. Bằng cách nào? Thứ bằng cách yêu thương tha nhân, yêu mến những người bất hạnh, mà chính trong bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah đã nói rằng: ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, và vết thương ngươi sẽ mau lành. Rõ ràng ánh sáng của tình thương là ánh sáng phá tê đêm tối trong ích kỷ của tay tôi của mình để đến với người khác, và nó trở thành một ánh sáng như rạng đông giúp soi dịu những vết thương con người đang mắc phải. Trở lại sự cố corona, đứng trước bóng đêm, đứng trước cái chết, đứng trước sự hoang mang, sự hoang tàn mà người ta nói rằng thành phố Vũ Hán đã biến thành thành phố ma trong những ngày vừa qua, thì bên cạnh đó vẫn có những ánh sáng, sự tận tụy hy sinh của tập thể y tá bác sĩ, những người sẵn sàng dấn thân làm việc 12 giờ trong một ngày, thậm chí cả suốt đêm. Làm việc đến nỗi những cái khẩu trang đã in những vết hằn trên mặt, những cái vết gọi là chất tẩy rửa đã làm cho méo đi hoặc là hư da đi. Họ đã làm cho tới tận cùng để mau cứu được bệnh nhân. Đó chính là ánh sáng của sự hy sinh, ánh sáng của tình thương. Rồi nào nữa, thưa, có những trẻ em đã dành dụm 500 đô la để mua những khẩu trang và mang đến cho bệnh nhân, thay vì có những cảnh giành xé nhau để mua khẩu trang trong các tiệm thuốc tại Việt Nam chúng ta hoặc tại đất nước Trung Quốc. Rồi gì nữa, thưa, còn biết bao nhiêu tấm lòng hảo tâm họ sẵn sàng đến tại Vũ Hán để mong tìm ra phương thế. Đó là những tập thể bác sĩ, đó là những nhà khoa học của các nước trên thế giới. Họ sẵn sàng đi vào trong ổ dịch, đi vào trong nguy hiểm nhất để mong tìm ra và hỗ trợ đứng bên cạnh nhân dân Trung Quốc và các nước đang bị nhiễm. Rõ ràng đó là một thứ ánh sáng tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Những ánh sáng này là những cánh tay, là những con tim, thưa anh chị em. Và nên nhớ rằng chúng ta đặt sự kiện, dù là sự kiện đau thương nhất, hãy đặt dưới ánh sáng lời Chúa. Chúng ta hãy tin nhận rằng những sự cố trong cuộc sống trần gian này, những biến cố đau thương nhất như nạn dịch,
như sự thảm sát hay bất cứ thiên tai nào, tất cả đều là hậu quả của vết tích của tội nguyên tổ. Đó là do con người đã chọn lựa ma quỷ thay vì chọn Thiên Chúa. Và chúng ta, giáo hội hoàn cầu cũng như giáo hội Việt Nam liên đới và hiệp thông với từng biến cố của nhân loại này, chúng ta không phải là những người ngoại cuộc, nhưng chúng ta liên đới với tha nhân để tìm ra. Và trên hết, theo lá thư của Đức Tổng Giám mục Giuse giáo phận, chúng ta hãy cầu nguyện, ăn chay, hy sinh hãm mình. Bởi vì khi chúng ta sám hối ăn chay là chúng ta xin Thiên Chúa để tha thứ và tìm ra phương thế chữa trị. Và trên hết, kính thưa anh chị em, như những người Do Thái ngày xưa, họ đã bị nạn dịch rắn cắn trong sa mạc và đã bị chết, nhưng Chúa đã sai Môi-se để đúc con rắn đồng, để bất cứ những ai bị rắn cắn thì nhìn lên con rắn đồng mà được chữa trị. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta bị một con virus của mô tô đa, của mối tội đầu, những con vi trùng kiêu ngạo, ghen ghét, hận thù, ghen tương, chúng ta bị nó cắn và chúng ta đang quằn quại, bất an, hậu quả sao chúng ta thấy, thì chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Kitô trên cây thập giá, nhìn với lòng sám hối, nhìn với sự tin tưởng tuyệt đối, Chúa sẽ chữa trị chúng ta và từ đó sẽ biến những tâm tối trở thành ánh sáng, biến những nỗi đau, sự bất an trở thành bình an và ân sủng. Thì chính khi đó chúng ta mới thực sự theo lời của Chúa Giêsu: anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà chúng ta rước lấy nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho lời của Ngài là ngọn đèn soi đường chỉ dẫn con đi, là ánh sáng để chúng ta bước theo, trở thành sức mạnh đức tin vững vàng để chúng ta đứng vững trước biến cố ngày hôm nay trên thế giới, trên nước Việt Nam và trong gia đình chúng ta, để chúng ta giữ vững, hầu chúng ta trở thành muối, tức là giáo lý chính truyền của Đức Kitô, và ánh sáng của sự thật, ánh sáng của tình thương, hầu mỗi người chúng ta luôn phá tan bóng tối đang xung quanh chúng ta. Amen.